Hai mến chào quý anh em, chào con cô bác nha. Hôm nay bên em vừa hoàn thành xong vụ xin hàng nước theo đơn đặt hàng của một anh ở Bến Tre. Bến Tre về chạy máy đu tôm với bà con. Đây là kênh YouTube của em ha. YouTube xưởng tiện Khánh Xuyên thương thoại của em. Bà con cô bác nào có nhu cầu sử dụng alo liên hệ em ha. Cái bình này thì em làm cho dành cho máy Kubota 4 11 xin lỗi bà con nha, 1505. Đây. Bình anh em làm nhỏ gọn ha. Bao xô cho quý bà con cô bác sử dụng. Nếu xô thì cứ alo em sẽ chỉ cho bà con cô bác cách khắc phục. Nếu bị lỗi nhẹ, còn nếu mà nó bị nặng quá thì em sẽ cho đổi cái bình khác ha. Cho đổi bình khác lập tức luôn. Khỏi cần suy nghĩ gì nhiều luôn. Đây đường này là cho ga 27 nha bà con. 1105. Kubota thường thường là nó cho lấy nước ở dưới nha bà con. Lên nước dưới hút vào rồi nó sẽ chảo qua bên đây. Bên đây em sẽ sử dụng cái co ngoài chợ á, co inox 304 luôn, cho nó nhìn thấy gọn đẹp lịch sự nữa. Đây, em sử dụng lục giác 6 ly nhỏ gọn. Em xài ống một tấc vuông, 100 vuông, 100 vuông tấc cũng vậy đó bà con ơi. Thì trên này là đường đổ nước ha, đổ nước vào. Này thì bên em bao xôi bà con. Rồi giờ mới vừa hoàn thành xong luôn, chuẩn bị ship về Bến Tre. Bà con cô bác nào nhu cầu sử dụng alo liên hệ em ha. Rồi xin cảm ơn bà con rất là nhiều ạ.